Ngày 16 tháng 4 tại Trường Chính trị Hoàng Đình Dông, tỉnh ủy tổ chức vòng 2 hội thi cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi cấp phòng. Tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực ban tổ chức hội thi. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh và 15 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng 2 của hội thi. Vòng 2 hội thi cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi cấp phòng, 15 thí sinh tiêu biểu đã vượt qua 48 thí sinh ở vòng thi kiến thức chung. Tại vòng thi thứ 2, các thí sinh trải qua 3 phần thi theo hình thức sân khấu hóa, gồm thi thuyết trình về chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp của cá nhân tương ứng với chức danh lãnh đạo quản lý được quy hoạch, thi trả lời câu hỏi phản biện của ban giám khảo và bốc thăm trả lời câu hỏi tình huống của ban tổ chức. Theo đánh giá ban giám khảo, các thí sinh có nền tảng kiến thức và kỹ năng thuyết trình tốt, trả lời câu hỏi phản biện và câu hỏi tình huống khá chặt chẽ, lập luận, dẫn chứng, cách giải quyết vấn đề thuyết phục, thể hiện năng lực lãnh đạo điều hành quản lý, có sự nhạy bén, sáng tạo, linh hoạt, góp phần triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của Đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và trình bày các phần thi thuyết phục, hội thi đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ đảng viên. Phát biểu bế mạc hội thi, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chúc mừng biểu dương các thí sinh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong suốt quá trình chuẩn bị và trực tiếp tham gia hội thi, đánh giá cao sự quan tâm tạo điều kiện của các huyện ủy, thành ủy, các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh. Nhấn mạnh cán bộ, công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, cán bộ là cái gốc của mọi công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình trọng tâm, đề án quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với từng giai đoạn. Hội thi là một trong những hoạt động cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê khẳng định, mặc dù là lần đầu tiên tổ chức, nhưng hội thi đã thực sự trở thành diễn đàn bổ ích, tạo môi trường và động lực thúc đẩy cán bộ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, hoàn thiện bản thân, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác, tích lũy kinh nghiệm, tích cực đóng góp công sức trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh. Thông qua hội thi cho thấy trình độ năng lực, phương pháp tác phong công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng, qua đó nhằm đánh giá khách quan toàn diện, phát hiện cán bộ có năng lực, có tố chất, triển vọng, phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo quản lý cấp huyện và cấp sở ngành trong giai đoạn tiếp theo. Từ thành công đạt được của hội thi để lan tỏa mạnh mẽ hơn, phát huy tốt hơn kết quả hội thi trong thời gian tới, đồng chí đề nghị. Đề nghị ban thường vụ các huyện, thành ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp thuộc phạm vi ngành địa phương mình nói chung, đặc biệt là quan tâm đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng tham gia hội thi lần này đảm nhiệm những vị trí phù hợp, tạo điều kiện để các đồng chí phát huy tối đa năng lực, trí tuệ của mình, tiếp tục hoàn thiện, phát triển bản thân một cách toàn diện, sẵn sàng tâm thế bước vào vị trí lãnh đạo quản lý cấp sở ngành, đoàn thể và cấp huyện thật sự vững vàng, bản lĩnh trong thời gian tới. Ban tổ chức tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Ban Thường vụ tỉnh ủy trong công tác ưu tiên lựa chọn, bố trí sắp xếp các đồng chí lãnh đạo phòng có kết quả thi đạt giải cao tại hội thi lần này vào các vị trí lãnh đạo quản lý phù hợp với năng lực sở trường của các đồng chí ngay khi có cơ hội, điều kiện. Đề nghị các thí sinh tham gia hội thi dù đạt giải cao hay chưa được giải cũng phải tiếp tục trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để không ngừng nâng cao phẩm chất năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý, nhất là kỹ năng xử lý những tình huống trong thực tiễn công tác, vân vân. Tiếp tục phát huy cao nhất vai trò trách nhiệm của mình, góp phần cùng lãnh đạo cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành mình, địa phương mình, xây dựng cơ quan địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện về mọi mặt.
đề nghị ban tổ chức tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy duy trì việc tổ chức hội thi vào những năm tiếp theo với đối tượng quy mô mở rộng hơn. Đề nghị ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí tổ chức tuyên truyền tốt để lan tỏa rộng rãi kết quả hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê mong muốn các thí sinh, cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sở trường của bản thân, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị địa phương ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kết quả hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hương Nhung, trưởng phòng khoa giáo, văn xã, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trao hai giải nhì cho thí sinh Nông Hồng Đài, trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ, ban tổ chức tỉnh ủy. Thí sinh Trần Lương Nguyệt, trưởng phòng cải cách hành chính và tổ chức biên chế, sở nội vụ. Trao 4 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Ban tổ chức hội thi cũng đã trao 3 giải phụ và tặng quà lưu niệm cho 48 thí sinh tham gia hội thi.